Chào mừng các em đến kênh Hệ Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy xin dạy các em làm bài tập trong buổi bài tập 8 lớp 3 sức kết nối tri thức của cuộc sống. Trong lúc xem bài giảng, Hệ Liêm có một quảng cáo. Các em xem hết quảng cáo giúp Hệ Liêm để hãy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nha. Giờ mình sẽ bài giảng hôm nay. Giờ hôm nay mình sẽ làm bài tập tiếp của bài 69 bài điện tập trung. Hôm nay mình sẽ làm bài tập của tiết số 3 trang 88 đến trang 89. Trước hết mình sẽ làm câu số 1. Câu số 1 người ta kêu mình phân vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Bây giờ là 8 giờ. 1 giờ trước thì trọng tài đã hỏi còi hiệp bắt đầu hiệp 1 của bóng đá giữa Việt Nam và Thái Lan. Hỏi đồng hồ nào chỉ lúc trận đấu bắt đầu. Như vậy công an người ta nói là bây giờ là 8 giờ. Đúng rồi. 1 giờ trước thì trọng tài đã hỏi còi bắt đầu hiệp 1 của bóng đá giữa Việt Nam Thái Lan. Hỏi đồng hồ chỉ lúc trận đấu bắt đầu. Như là 1 giờ trước thì có nghĩa mình sẽ lấy 8 giờ trừ cho 1 giờ. 8 giờ trừ 1 giờ sẽ bằng bao nhiêu? 8 giờ trừ 1 giờ sẽ là 7 giờ. Mình xem đồng hồ nào chỉ 7 giờ. Thì mình đồng hồ đó, thứ nhất là đồng hồ bây giờ là kim ngắn chỉ số 8, kim dài chỉ số 12, có nghĩa là đúng 8 giờ. Đồng hồ E thì kim ngắn chỉ số 9, kim dài chỉ số 12, đúng 9 giờ. Đồng hồ B kim ngắn chỉ ngày số 7, kim dài chỉ số 12, có nghĩa đúng 7 giờ. Như con em này mình sẽ chọn đáp án B nha, đúng 7 giờ thì trận đấu bắt đầu đúng rồi. Tiếp theo mình sẽ đến câu B. Câu B người ta nói là 30 phút trước là 2 giờ 15 phút thì các bạn lớp 3A bắt đầu làm bài kiểm tra cuối học kỳ 2, hỏi đồng hồ nào chỉ khởi điểm bây giờ. Như vậy là câu B này người ta nói là 30 phút, 30 phút trước, 30 phút trước đó là 2 giờ 15 phút. Thì các bạn lớp 3A bắt đầu làm bài kiểm tra cuối học kỳ 2. Hỏi đồng hồ nào chỉ khởi điểm bây giờ. Mình sẽ quan sát đồng hồ ở 30 phút trước. Kim ngắn vượt qua số 2 có nghĩa là hơn 2 giờ. Kim dài chỉ số 3, 3 nhân 5 là 15. Như vậy là 30 phút trước là 2 giờ 15 phút. Bây giờ có nghĩa mình sẽ cộng thêm 30 phút. Mình sẽ 15 cộng 30. 15 cộng 30 bằng bao nhiêu? 15 cộng 30 sẽ bằng 45. Như vậy hiện giờ sẽ là 2 giờ 45 phút. Mình xem đồng hồ nào chỉ 2 giờ 45 phút nha. Mình thấy đồng hồ E kim ngắn vượt qua số 2 chút có nghĩa là hơn 2 giờ. Kim giờ chỉ số 6, 6 nhân 5 là 30. Như đồng hồ này chỉ 2 giờ 30 phút. Đồng hồ tiếp theo là kim ngắn vượt qua số 1 gần tới số 2 có nghĩa là hơn 1 giờ. Kim giờ chỉ số 9, 9 nhân 5 là 45, 1 giờ 45 phút. Đồng hồ C là kim ngắn chỉ ngày số 2, kim giờ chỉ số 12, có nghĩa đúng giờ, 2 giờ. Đồng hồ tiếp theo là kim ngắn vượt qua số 2, có nghĩa là hơn 2 giờ. Kim giờ chỉ số 9, 9 nhân 5 là 45, 2 giờ 45 phút. Như vậy là câu B này mình sẽ chọn đáp án đây, đúng này, 2 giờ 45 phút. Giờ như là mình xong câu số 1 nhé. Giờ câu số 1 kem hiểu bài, kem sau hết video hãy biết kem hiểu bài nhé. Giờ tiếp theo mình sẽ đến câu số 2. Câu số 2 thì người ta kêu mình viết số kết hợp vào chỗ chấm. Câu A là 2 giờ 3, 3 giờ 20 phút mình sẽ đổi qua phút. Giờ thì sẽ tính nháp phía dưới này cho các em hiểu nhé. Mình sẽ là tính nháp câu A. 3 giờ 20 phút đổi qua phút. Như vậy mình nhớ là 1 giờ sẽ bằng bao nhiêu phút? 1 giờ sẽ bằng 60 phút. Đúng rồi. Như vậy mình sẽ lấy là 60 phút này nhân cho 3 giờ cộng thêm 20 phút từ này. Trong biểu thức này có phép nhân phép cộng, mình sẽ thực hiện phép nhân. Như là 60 nhân 3 thì mình lấy 6 nhân 3 bằng 18 chục, giữ nguyên 18 chục. 18 chục chính là 120 cộng 20 là đúng này. Số nhân 3. Như vậy 180 cộng 20 bằng bao nhiêu? Thì mình sẽ lấy 80 cộng 20 sẽ bằng 100 đúng này. 100 này với 100 nữa là 200, kết quả là 200. Như ở đây mình sẽ để chính là 200 phút nha. Được nè. Như vậy là 3 giờ 20 phút đổi được là 200 phút. Tiếp theo là câu B. Một tuần 3 ngày mình sẽ đổi qua ngày. Một tuần mình sẽ có bao nhiêu ngày? Thì mình nhớ là một tuần là 7 ngày. 7 ngày cộng 3 ngày, 7 cộng 3 là 10, như mình sẽ đổi được là 10 ngày.
Tiếp theo là câu C, 2 ngày và 6 giờ mà sẽ đổ qua chia. Như vậy là 2 ngày, 1 ngày là bao nhiêu giờ? 1 ngày sẽ có 24 giờ. Như vậy mình sẽ lấy 24 nhân 2, giờ cộng thêm 6 giờ. Đúng rồi. 1 ngày sẽ có 24 giờ, nên đổi ngày qua giờ thì mình sẽ lấy 2 nhân cho 24 hoặc là 24 nhân 2 cũng được nha. Giờ như vậy là trong biểu khúc này mình thấy là có phép nhân, phép cộng mình sẽ hưởng phép nhân chứ. Mình sẽ tính nhẩm chỗ này luôn nha. 2 nhân 4 là 8, viết số 8. Giờ 2 nhân 2 là 4, viết số 4. Giờ 48 cộng 6. Giờ 48 cộng 6 bằng bao nhiêu mình sẽ tính nhẩm. Mình sẽ lấy hàng đơn vị cộng hàng đơn vị. 8 cộng 6 14, viết 4 nhân 1. Giờ số 4 hàng chục này khi 1 nhớ là 5. Như là 54 giờ. Đúng rồi. Tiếp theo là câu D. 1 năm 4 kháng mình đổi qua kháng. 1 năm sẽ bằng bao nhiêu kháng? 1 năm sẽ có 12 kháng. Đúng rồi. Như 12 cộng 4 sẽ bằng bao nhiêu? 12 cộng 4 sẽ bằng 16. Như đây mình sẽ để là 16 kháng. Đúng rồi. Như là mình xong câu số 2 nhé. Giờ câu số 2 kèm phiếu bài. Cái sau ông khích video hãy bị kèm phiếu bài nhé. Phần tính nhắc thì sẽ xóa đi nhé. Giờ tiếp theo mình sẽ đến câu số 3. Câu số 3 người ta kêu mình viết tiếp và chỗ chấm cho khách hợp nhé. Gia đình nam thì dự định về không Gia đình nam dự định về quê thăm ông bà vào thứ bảy ngày 6 tháng 11, nhưng hôm đó thì ông bà đi du lịch. Vì vậy gia đình nam đã lùi lại kế hoạch 1 tuần. Sau đó vì ảnh hưởng của bão mà gia đình nam lại lùi kế hoạch thêm 1 tuần nữa, và họ về thăm ông bà vào chủ nhật của tuần đó. Vậy gia đình nam về thăm ông bà vào ngày mấy? Giờ hãy sẽ tính nháp phía này cho các em hiểu nhé. Như vậy là hiện giờ là thứ bảy ngày 6 tháng 11, thứ bảy ngày 6 tháng 11, thì dự định là về thăm ông bà, đúng không? Nhưng mà ông bà đi du lịch rồi nên sẽ lùi là 1 tuần sau. 1 tuần sau. 1 tuần sau thì cũng là ngày, cũng là thứ bảy. Nhưng mà ngày đã khác giờ. Như vậy 1 tuần sau cũng là ngày thứ bảy. Thì mình nhớ là 1 tuần sẽ là có 7 ngày. Thứ bảy tuần này là 6. Thì thứ bảy tuần sau mình lấy 6 cộng 7 là 13. Chính là ngày 13 tháng 11. Đúng này. 1 tuần sau cũng ngày thứ bảy thì chính là cộng thêm 7 ngày. Nhưng mà lại bị ảnh hưởng bởi bão nên sẽ lùi kế hoạch thêm 1 tuần nữa. Như vậy có nghĩa là 2 tuần sau. 2 tuần sau thứ bảy của 2 tuần sau. Hai tuần sau thứ bảy luôn sẽ là ngày bao nhiêu? Thì mình sẽ lấy 13 này cộng thêm 7, hoặc là các em lấy 6 cộng 14 cũng được, vì 2 tuần sau. 13 cộng 7 sẽ là 20 tháng 11. Đúng rồi. Nhưng mà họ về không ông bà không phải ngoài thứ bảy mà lại chủ nhật của tuần đó. Như là thứ bảy là qua chủ nhật là có nghĩa là cộng thêm 1 ngày. Đúng rồi. Như vậy là 20 cộng thêm 1 ngày sẽ bằng bao nhiêu? Sẽ bằng 21. Như vậy chính là 21 tháng 11. Thì họ sẽ về thăm ông bà. Gia đình nam sẽ về thăm ông bà đúng ngày 21 tháng 11. Chính là ngày chủ nhật của 2 tuần sau. Đúng rồi. Như vậy ở đây mình sẽ để chính là ngày 21 tháng 11 nha. Đúng rồi. Hai tuần sau vào chủ nhật. Đúng rồi. Thì gia đình nam mới về nhà. Về quê không bảy, chứ không phải là thứ bảy nha. Đúng rồi. Chính là ngày 21 tháng 11. Đúng rồi. Như vậy là mình xong câu số 3 nhé. Giờ câu số 3 kèm hiểu bài, kèm xem bóng hết video, hãy biết kèm hiểu bài nha.
Giờ phần tính nháp thầy sẽ sao đi. Tiếp theo mình sẽ đến câu số 4. Câu số 4 người ta kêu mình phân vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nha. Bây giờ thầy bốn chiếc đồng hồ treo tường tại một cửa hàng hiển thị thời gian như hình bên. Biết trong số đó có một đồng hồ chạy đúng giờ mà không? Một đồng hồ chạy chậm 5 phút, một đồng hồ chạy nhanh 5 phút và một đồng hồ bị hết pin từ ngày hôm qua. Như vậy người ta hỏi là bây giờ là mấy giờ? Giờ như vậy là câu số 4 này thì người ta nói là bây giờ bốn đồng hồ treo tường tại một cửa hàng là hiển thị thời gian như hình bên. Trong số đó thì chỉ có một đồng hồ chạy đúng giờ, một đồng hồ chạy chậm 5 phút, một đồng hồ chạy nhanh 5 phút, một đồng hồ lại hết pin từ ngày hôm qua. Hỏi bây giờ là mấy giờ? Mình sẽ có bốn đáp án là A, B, C, D. Mình quan sát đồng hồ thứ nhất, kim ngắn vượt qua số 4 có nghĩa là hơn 4 giờ. Kim dài chỉ số 5. 5 nhân 5 là 25, như là 4 giờ 25 phút. Đồng hồ thứ hai thì mình thấy là kim ngắn vượt qua số 4 có nghĩa là hơn 4 giờ. Kim dài chỉ số 3, 3 nhân 5 là 15, 4 giờ 15 phút. Đồng hồ tiếp theo thì mình thấy là kim ngắn vượt qua số 8 gần tới số 9 có nghĩa là hơn 8 giờ. Kim dài chỉ số 11, 11 nhân 5 là 55, 8 giờ 55 phút. Đồng hồ thứ tư thì mình thấy kim ngắn vượt qua số 4 hơn 4 giờ. Kim dài chỉ số 4 hơn 4 nhân 5 là 20, 4 giờ 20 phút. Như mình thấy là đồng hồ nào chính thời gian nào hợp lý nhất? Đồng hồ đúng giờ, một đồng hồ chạy sớm 5 phút, một đồng hồ chạy 5 phút. Như vậy là theo dự đoán của mình sẽ là đồng hồ 4 giờ 20 phút. 4 giờ 20 phút là đồng hồ chạy đúng khi có một đồng hồ chạy chậm 5 phút chính là 4 giờ 15 phút. Và có một đồng hồ chạy nhanh 5 phút là 4 giờ 25 phút. Và một đồng hồ hết pin từ ngày hôm qua. Đúng không? Như mình sẽ đoán chính là đồng hồ thứ tư chính là 4 giờ 20 phút. Như vậy câu số 4 này mình sẽ chọn đáp án D. Đúng không? Chính là 4 giờ 20 phút. Như vậy là mình xong câu số 4 nha. Giờ câu số 4 kem hiệu bài kem xong hết video. Hẹn biết kem hiệu bài. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em thấy giảng gì hiệu bấm khích chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh Hà Liêm, các em xem bấm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của Hà Liêm nha. Hãy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.